Việt Nam, Thái Lan, nước nào giàu hơn, ai là anh và ai là em? Vốn là hai quốc gia sống trong cùng khu vực ASEAN, nhưng Việt Nam và Thái Lan lại luôn bị đặt lên bàn cân để so sánh với nhau trên mọi lĩnh vực. Khi thì là thể thao văn hóa, khi lại là kinh tế chính trị và có khi là cả xã hội. Rốt cuộc thì ai hơn ai? Nếu như câu hỏi này của 10 năm về trước, thì đáp án Thái Lan là chính xác tuyệt đối không có nhưng. Tuy nhiên, thời thế thời đổi thay, vị trí này liệu hiện tại có còn trụ vững, nhất là khi đang có một Việt Nam ngày càng phát triển rực rỡ hơn. Mới đây, trang tin Capitalist của Thái Lan đã cho đăng tải một bài viết với tiêu đề đáng chú ý là vì sao GDP Việt Nam tăng trưởng gấp đôi Thái Lan. Những con số này cho chúng ta biết điều gì? Trong bài viết của mình, tác giả cũng đã đưa ra những phân tích so sánh về sự phát triển giữa hai nền kinh tế Việt-Thái, từ đó tìm ra nguyên nhân giúp cho Việt Nam có được những thành công trước Thái Lan và tự rút ra bài học cho quốc gia mình. Đây có lẽ là một trong những bài viết hiếm hoi của người Thái trên đất Thái mà dám nhìn thẳng vào sự thật. Đúng là đợi mãi mới có một người Thái tự cho dân mình ăn một lẩu Thái chua cay nhớ đời như vậy, phải không nào? Hôm nay, Việt Sử Toàn Thư cũng mời quý vị thưởng thức chung nồi lẩu này, xem nó có những gì bên trong mà tác giả lại phải e ngại đến vậy nhé. Trước khi đi sâu vào phân tích, tác giả đã có những đánh giá sơ lược về nền kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19, để rồi từ đó khẳng định rằng trước sự trì trệ kéo dài của nền kinh tế lớn nhỏ thì Việt Nam vẫn có những bước tiến đáng kinh ngạc, điều mà không phải quốc gia nào cũng có thể làm được. Chẳng hạn như, ban đầu Thái Lan dự kiến GDP sẽ tăng trưởng 3%, nhưng kết quả cuối cùng lại chỉ tăng trưởng ở mức 2,6%. Trong khi đó, siêu cường thế giới là Hoa Kỳ chỉ tăng trưởng ở mức 2,1%. Đến Trung Quốc, vốn là quốc gia có nền kinh tế nhảy vọt, vậy mà chỉ tăng trưởng 3% mà thôi. Giữa đầy rẫy những sự bất ổn như vậy, thì lại có một quốc gia phát triển nhanh đến mức tăng trưởng 8% GDP một năm, và đó là Việt Nam. Cụ thể, ngành công nghiệp và xây dựng của Việt Nam tăng 7,78%, ngành dịch vụ tăng 9,99%, ngành nông nghiệp tăng 3,36%, và xuất khẩu tăng 10,6%. Với mức tăng này, Việt Nam từ một nước nằm trong nhóm các nước nghèo nhất châu Á năm 2010, với tỷ lệ nghèo đói là 70%, hiện đã giảm mạnh xuống mức còn dưới 5%. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người ở Việt Nam cũng tăng vọt ở mức 99.687 bạt, tức là tăng hơn 400 lần trong vòng 40 năm qua. Quả thật, nếu đem so sánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam với các quốc gia trong và ngoài khu vực, thì đây chính là một thành tựu đáng nể, khiến bất kỳ ai cũng đều phải ngả mũ thán phục. Ngay cả những ông lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng không thể nào so sánh được với Việt Nam. Vậy thì chuyện Thái Lan trào thua cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta phải thắc mắc ở đây chính là tại sao Việt Nam lại có thể làm được những điều không tưởng đến vậy? Điều gì khiến cho một Việt Nam nhỏ bé lại tiến được một bước tiến dài trước xu hướng suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay đến như thế? Câu trả lời đã được chính tác giả của bài viết đưa ra ở phần sau. Tác giả đã lý giải. Thứ nhất, Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào thị trường thương mại toàn cầu. Minh chứng là trong những năm qua, Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại với nhiều nước trên thế giới như FTA, EVFTA hay là UKVFTA. Đây đều là các hiệp định giúp thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với các nước lớn nhỏ khác và với các công ty có tiềm năng lớn trên toàn cầu hiện nay. Cũng nhờ vậy mà Việt Nam đã thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn cho riêng mình. Tính đến tháng 12 năm 2022, tổng vốn FDI hay là nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam đã chạm đến con số 775.000 triệu bạt Thái Lan. Hơn nữa là Việt Nam còn là quốc gia được hưởng lợi trực tiếp từ sự cạnh tranh gay gắt giữa hai siêu cường Mỹ-Trung. Vì khi căng thẳng giữa hai nước leo thang, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu có thái độ thù địch hơn đối với công ty thuộc các quốc tịch khác, nhất là Hoa Kỳ. Thêm vào đó, chính sách phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc càng khiến cho rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn trốn thoát khỏi đây bằng cách phân phối năng lực sản xuất đến nơi khác để giảm thiểu tác động của các sự kiện bất ngờ diễn ra. Kết quả là tính riêng năm 2021, ít nhất đã có 11.000 công ty nước ngoài hủy đăng ký thành lập công ty tại Trung Quốc. Nó khác hoàn toàn với Việt Nam, nơi mà các công ty lớn đã chuyển dần cơ sở sản xuất đến đây,
chẳng hạn như FCN, nhà sản xuất thiết bị điện tử có hợp đồng với nhiều công ty công nghệ lớn, hay như Apple vừa công bố gói đầu tư hơn 10.000 triệu bạt và nhà máy mới được xây dựng tại miền Bắc Việt Nam. Song song đó, tập đoàn Microsoft còn đến Việt Nam để sản xuất một số dòng máy chơi game Xbox cực kỳ thời thượng. Tất cả điều này đã giúp cho nguồn vốn FDI chảy vào Việt Nam năm 2022 tăng 13,5 so với một năm trước đây. Tuy nhiên, sẽ không có nhiều công ty hay công ty quốc tế dám đầu tư như thế vào Việt Nam nếu thiếu đi yếu tố thứ hai, đó chính là Việt Nam hiện có nguồn lao động giá rẻ vô cùng dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu sản xuất của các nhà đầu tư lớn nhỏ. Theo đó, Việt Nam đã trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp quốc tế muốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Ngoài ra thì Việt Nam có dân số khá trẻ với đội ngũ nhân công có tay nghề cao, bởi vì Việt Nam hiện có đến 40% dân số tốt nghiệp đại học thuộc lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Nó đáp ứng được nhu cầu khá lớn của thị trường hiện nay khi có nhiều công nhân lành nghề hơn và chi phí lao động cũng rẻ hơn các nước khác. Đương nhiên là Việt Nam sẽ tự động có được lợi thế lớn hơn những đối thủ của mình. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các công ty nước ngoài rất quan tâm đến đất nước hình chữ S. Chúng ta không thể nào bỏ qua lý do thứ ba giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Đó là vì Việt Nam hiện đang đầu tư toàn diện và cơ sở hạ tầng khi dành hẳn 6% GDP vào việc phát triển hơn 9.000 đường cao tốc để kết nối các trung tâm kinh tế trên từng khu vực. Xây dựng sân bay quốc tế Long Thành để gia tăng năng lực đón khách và vận chuyển hàng không. Đầu tư mạnh tay vào dự án tàu điện ngầm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, rót vốn đầu tư cho các nhà máy điện sản xuất ra nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Vâng, qua những gì đã kể trên thì có thể thấy là tác giả bài viết đã có những nghiên cứu rất sát sao và tâm huyết về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam. Riêng với Thái Lan, tác giả cũng lưu ý rằng Việt Nam hiện tại đang là đối thủ đáng gờm của nước này. Bởi vì mặc dù xuất phát điểm của Việt Nam đi sau Thái Lan hàng trăm năm, nhưng hiện tại Việt Nam có khả năng sẽ vượt mặt Thái Lan cùng với các lợi thế lớn kể trên. Vậy nên, nếu chính phủ Thái Lan không nâng cao nhận thức về mức độ cạnh tranh trong tương lai với Việt Nam để nước mình đấu tranh với vấn đề lao động giá rẻ và đội ngũ nhân công trẻ hóa, thì Thái Lan sẽ không còn là một sự lựa chọn tốt đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi xã hội bước vào giai đoạn già hóa trong thời gian tới đây. Cũng xin dành một lời cảm ơn chân thành gửi đến tác giả vì đã có những phân tích và đánh giá chuẩn xác thế kia. Song từ phía Việt Nam, tất nhiên là chúng tôi cũng bổ sung thêm đôi ba lý do để giải thích vì sao Thái Lan đang có phần chững lại, thậm chí còn bị đánh giá là đang thụt lùi dần. Trong khi đó, Việt Nam lại có những bước tiến mạnh mẽ và đầy hứa hẹn như thế trước một Thái Lan vốn luôn dẫn đầu Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ qua. Trước tiên, cần nhấn mạnh rằng, trong quá khứ, đã từng có một Thái Lan phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ làm nên nhiều kỳ tích. Đã có lúc, kinh tế Thái Lan còn bỏ xa Trung Quốc về thu nhập bình quân đầu người. Tỷ giá hối đoái ít biến động và chế độ thuế hấp dẫn là những điểm cộng thêm cho Thái Lan. Giới chuyên gia khi ấy đã nhận định Thái Lan chính là một chú hổ mới trong chặng đua với các nước cùng khu vực. Song khoảng thời gian sôi động ấy dường như đã trôi qua từ lâu. Dẫu hiện tại, Thái Lan vẫn có những con số nổi bật, nhưng khi nhìn vào bức tranh tổng thể của nền kinh tế thế giới nói chung và khu vực nói riêng, Thái Lan có lẽ đã tụt lại phía sau. Có hàng loạt lý do để giải thích vì sao Thái Lan trở thành con hổ chưa bao giờ gầm. Nổi bật nhất là cuộc đấu đá chính trị giữa một phe được quân đội hậu thuẫn ở Bangkok và các đảng ủng hộ dân chủ, thường được hậu thuẫn bởi ông trùm kinh doanh và thủ tướng một thời Thaksin Shinawatra, đã gây thiệt hại nặng nề. Việc tập trung vào các cuộc tranh giành quyền lực được cho đã làm Thái Lan mất tập trung vào thiết lập và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn. Sự không chắc chắn về pháp lý và hạn chế quyền sở hữu là những phàn nàn chính của các nhà đầu tư. Và thế là Việt Nam trở thành sự lựa chọn yên tâm nhất của họ. Thương mại là một ví dụ điển hình về điều này. Trong khi hầu hết nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, đã ký kết hoặc đang thực hiện các hiệp định thương mại, Thái Lan lại bị hụt hơi. Các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu EU bị gián đoạn bởi cuộc đảo chính năm 2014 và chỉ mới bắt đầu lại năm nay. Trong khi đó, Việt Nam đã ký thỏa thuận với EU từ 4 năm trước. Tương tự, khi một loạt các nền kinh tế cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Thái Lan vẫn đứng ngoài cuộc. Hậu quả là Thái Lan thu hút vốn FDI ít hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực là Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Năm ngoái,
nước này có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong số các nền kinh tế lớn của Đông Nam Á. Thêm vào đó, một yếu tố không thể không nhắc đến đó là vị trí địa lý, khi Việt Nam nằm trong 10 tuyến hàng hải lớn nhất thế giới, một tuyến chạy qua và 5 tuyến liên kết với Việt Nam. Việt Nam dần trở thành lựa chọn hàng đầu thay thế cho các khổng lồ châu Á. Lý do thứ ba gây cản trở sự phát triển của Thái Lan so với Việt Nam nằm ở vấn đề nhân khẩu học. Trong số 67 triệu cư dân của xứ Chùa Vàng, khoảng 12 triệu là người già. Điều đó trở thành gánh nặng khi nước này có nền sản xuất ngày càng phụ thuộc vào lực lượng lao động phải xử lý các công nghệ mới và phức tạp. Có đến 70% số người dưới 35 tuổi, tuổi thọ trung bình là 76 tuổi, cao nhất trong số các nước có thu nhập tương tự ở khu vực ASEAN. Không tính đến Trung Quốc, thì Thái Lan là quốc gia đang phát triển đầu tiên phá lệ chưa giàu đã già. Tỷ lệ sinh của Thái Lan xuống thấp đến mức ngang với Hà Lan, Đan Mạch, Phần Lan. Dự tính đến năm 2031, người trên 60 tuổi ở Thái Lan chiếm đến 28%, chưa kể dân số phần lớn là người nghèo. Nhân khẩu học ở Thái Lan được cho là còn đáng lo ngại hơn ở Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nhưng đúng là càng so sánh lại càng đau thương. Dân số Nhật Bản và Hàn Quốc tuy già, nhưng bù lại, họ có GDP bình quân đầu người gấp 4 lần Thái Lan. Họ cũng có nhiều nguồn lực hơn để mà hỗ trợ người già và thu hút người nhập cư có tay nghề cao để mà củng cố lực lượng lao động đang già đi. Ngược lại, ở Thái Lan, các hộ gia đình trung lưu và lao động hầu như không muốn sinh thêm con vì gánh nặng nợ nần lạm phát. Triển vọng việc làm đang vô cùng ảm đạm. Lực lượng lao động ở Thái Lan không chỉ giảm về lượng mà còn giảm về chất. Cụ thể là từ năm 2015 đến năm 2019, số sinh viên đăng ký học đại học đã giảm mạnh đến 18%. Vì số lượng sinh viên giảm, cho nên các trường đại học có ít nguồn lực và động lực hơn để đầu tư vào việc nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên tốt nghiệp. Chính vì thế, cho nên lao động cũng khó kiếm việc làm so với mức lương cũng không cao. Trong thời kỳ đại dịch, thực tế là số lao động có trình độ đại học bị thất nghiệp đã tăng hơn gấp đôi đối với các hộ gia đình nợ nần trồng chất vài năm. Sự quan tâm dành cho giáo dục đại học có vẻ không còn đáng giá nữa. Thậm chí nhiều trường đại học ở Thái Lan phải tính đến việc loại bỏ qua chương trình hoặc đóng cửa hẳn. Trong khi đó, ngành nông nghiệp chỉ đóng góp khoảng 1 phần 10 GDP, nhưng chiếm dụng khoảng 1 phần 3 lực lượng lao động, một sự chênh lệch tương đối lớn. Thu hút nhiều lao động là vậy. Tuy nhiên, các trang trại trồng lúa của Thái Lan năng suất không bằng Việt Nam, Campuchia và Lào. Quy mô cạnh tranh quá nhỏ, nông dân quá nghèo hoặc quá già nên không thể đầu tư nâng cấp thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng để cải thiện sản xuất. Bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo ở Thái Lan cũng là một vấn nạn. Theo thống kê, Thái Lan có 46 tỷ phú đô la, đứng thứ 12 trên thế giới trên cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Đây là quốc gia bất bình đẳng nhất Đông Nam Á về chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị rõ nét nhất. Với Việt Nam, các tổ chức quốc tế đánh giá là chúng ta đang rất thành công trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phân bố lợi ích của tăng trưởng khá đồng đều giữa các tầng lớp trong xã hội. Dẫu biết rằng bất bình đẳng và phân hóa giàu nghèo là có và khó mà tránh khỏi, nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận và không trầm trọng như Thái Lan. Trải qua bao nhiêu năm chiến tranh, có thể nói Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Các bạn cũng thấy đấy, quả thực là chúng ta đang đứng trước cơ hội hóa dòng trở thành một nước phát triển. Đây có thể coi là cơ hội ngàn năm có một. Và nếu như chúng ta không cẩn thận để vượt mất, chúng ta sẽ dính vào bẫy thu nhập trung bình như Thái Lan. Suốt bao nhiêu năm qua, người Thái đã đi trước Việt Nam hàng chục năm, nhưng giờ họ đang để Việt Nam bắt kịp. Nói một cách khiêm tốn nhất thì Việt Nam vẫn cần thêm thời gian để đuổi kịp Thái Lan. Nhưng mà nếu Thái Lan vẫn không giải quyết được những vấn đề về tăng trưởng dưới mức tiềm năng, thì sớm thôi Thái Lan sẽ bị người hàng xóm cho người khói. Mặt khác, trong người lại ngẫm về mình, câu chuyện của Thái Lan là tấm gương để chúng ta rút kinh nghiệm, không rơi vào bẫy thu nhập trung bình mà Thái Lan từng rất tự hào. Hãy chia sẻ quan điểm của quý vị bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của Việt Sử Toàn Thư nhé. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Việt Sử Toàn Thư.